Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình đã chơi Zombie tuần Tsunami. Vâng, mình bắt đầu chơi. Chuyện lúc hồi sinh 72. Vâng, 72. Vâng. Vâng, hôm nay mình lại tiếp tục mở tiếp những vật còn lại. Vâng, mình sẽ vào cửa này. Vâng, hôm nọ là mình mở đến đây rồi. Vâng, hôm nay mình tiếp tục mở cửa này. Vâng.
Vâng, trước tiên mình sẽ trồng trồng hoa trước. Vâng, mình đã mở được cửa này và tiếp theo mình sẽ mở tiếp tục. Vâng, cái phần này là quay lại là mình lại phải lấy con zombie để chiến đấu với những cái phần lan này. Thank you.
Theo mình sẽ lại mở cửa tiếp theo. Và con cửa này mình mở nốt. Thank you.
Vâng, và video của mình cũng sắp kết thúc tại đây. Các bạn thấy hay nhớ like và ủng hộ mình nhé. Oh.